Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Nhà Đất Biên Gia Lai. Kênh Nhà Đất Biên Gia Lai hôm nay đã tiếp tục giới thiệu cho anh em một miếng đất nằm ngay trên con đường quốc lộ 14 thuộc về xã Gia Ba, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé. Và tổng diện tích của mảnh đất này là 270m², mặt tiền đường là 6m, sâu vào 44m và có 50m thổ cư. Và miếng đất của chúng ta thì nằm ngay ngã ba nhé, nằm ngay ngã ba cách trung tâm thị trấn huyện Chư Sê rơi khoảng hơn 2 cây số, cách chợ phía Nam khoảng hơn một cây số, cách bến xe khoảng chưa đầy 1 cây số anh em nhé. Và bây giờ xin mời anh em hãy hướng ra màn hình phía trước để mình quay chi tiết lô đất cho anh em nhé. Cái miếng đất của chúng ta là có cái ranh giới từ cái nhà có cái biển bên kia nhé, đấy, sát cái vách tường bên kia và đi sang tới bên đây là 6m và đi sâu vào là 44m và có 50m đất thổ cư. Và cái miếng đất này nó thấp hơn mặt đường nhé, và có cái hướng hướng tây bắc tây nam, có hướng tây nam. Và từ cái vị trí này thì chúng ta cái đốt đất là chúng ta xuống cái ngã ba kìa, đấy, ngã ba giao nhau giữa đường tránh và quốc lộ 14, cũng từ đây xuống nó chỉ rơi vào khoảng 30m nhá. Chúng ta đã tới cái đường tránh kia. Đây là một cung đường khá là đẹp, cái lô đất của chúng ta gần cái vị trí rất là đẹp anh em ạ. Và khu vực xung quanh đấy thì như anh em nhìn thấy này, đây, ở đây thì khu vực đây kinh doanh, đấy, kinh doanh rất nhiều những mặt hàng đủ các loại hạng mục kinh doanh. Đây, khu vực này kinh doanh rất là sầm uất anh em ạ. Đây, nguyên một cái dãy nhà bên này này, đấy, theo cái dọc con đường quốc lộ 14 là kinh doanh hết khu vực này. Đấy. Và từ cái vị trí này nhá, chúng ta lên trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê rơi vào khoảng độ là hơn 2 cây số nhá. Chúng ta xuống chợ phía Nam rơi vào tầm độ khoảng là hơn 1 cây số. Chúng ta xuống bến xe huyện Chư Sê cũng chỉ rơi vào khoảng chưa đầy 1 cây số nhá. Và cái vị trí lô đất của chúng ta mà lên tới thành phố Pleiku rơi vào độ khoảng 40 cây số anh em nhá, hơn 40 cây số. Và chúng ta cũng theo con đường này hướng theo ngón tay mình chỉ, chúng ta đi về ngoài Bắc nhé. Đây là cung đường cũng khá là thuận tiện cho cái việc chúng ta đi lại trên con đường này. Và hướng ngược lại chúng ta đi về Đắk Lắk và chúng ta qua thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn cái hướng này là hướng đường tránh của thị trấn huyện Chư Sê. Mình xin nhắc lại cho anh em nhé, cái miếng đất của chúng ta là 270m², mặt tiền đường là 6m, sâu vào 44m. Và miếng đất của chúng ta là có hai mặt tiền đường, mặt tiền đường quốc lộ 14 và mặt tiền đường bê tông phía sau. Đấy, và giá chủ nhà mong muốn đưa ra là 265 triệu một mét, có bao sang tên và thương lượng nhẹ cho anh em. Mình xin nhắc lại một lần nữa, miếng đất của chúng ta chủ nhà mong muốn đưa ra là 265 triệu một mét, có bao sang tên và thương lượng nhẹ cho anh em. Nếu anh em có nhu cầu thì liên hệ theo mình số 0946980644. Cuối cùng hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều những video mới nhất mình đăng trên YouTube nhé.